khi mà trứng đó nè, cái chỗ này á, tâm hồn nó trứng nhiều lắm mọi người. You want to try vegan? Okay. Hả? Yeah, sure. I try one. Yeah. Little bit. Kind of chewy. Ăn với cái này mọi người. Spicy. No no, I put it right here so you can dip. Dip not too much. Spicy food đó. Mà không ra là ngon lắm, có vị chua, vị cay. Chỗ này nó cũng có cái khăn cái nắp kinh như mình ha. Wow. Trứng ra mùi. Mừng chưa lấy qua. Ngày lễ độc lập. Này á, con nào cũng có trứng á. Con nào cũng có trứng á, đã thì sao. Lấy một cái này sạch bách liền hay vậy. Chị lấy cái nĩa nè. Trước khi trứng á mình lấy cái chỉ đan nó ra, tại vì những con tôm hùm ở nhiều lúc nó có cái chỉ đan á. Đấy nè. Cái chỉ đan là cái bụng đó, mọi người. Tôm hùm á là trứng á là mình thường là những con tôm hùm cái nó có trứng. Còn những con tôm hùm mà đực á nó có gạch xanh. Bước bắp đồ thì thấy ăn con được không? Được năm có trứng. Thấy ăn con cái ngon đi, nó có trứng ngon. Được năm có trứng. Đây ốp sọ vàng. Được năm có trứng vậy? Nè. Thịt cũng ngọt lắm.
Okay. Don't eat too fast. Slow. Mình ăn có mấy đường chua chua nè. Nó mới ngắn. Ăn cái đuôi trước. Mẹ. Ăn cái đuôi trước. Con này cũng có đứng. Wow, ngon trứng kìa. Trứng đó nè. Đá vậy sao? Really good. It's okay. Just like fish. Thật sự á, nhiều lúc cái càng nó ngọt hơn cái mình, mọi người biết không? Good. I try.
cái. Cái đầu nữa nè. Thì ăn thoải mái luôn. Máy này chạy bộ anh thấy dùng rồi nên mình ăn ăn được là chết. Thấy chưa? Wow. Bơ sao nói vậy mà nó không phải ngọt hơn. Mình cho biết hành lá được dessert. Wow. Bơ sao nó vậy á? Nó bùi, nó ngọt. Rất là ngon. Nhưng mà người này không bị cholesterol á, cao máu hay là gì á, ăn thả vàng luôn. Nhiều người vô đây ngồi 2 tiếng đồng hồ đang tâm hồn ăn nổi không á, tí nữa phải mở cái dây bell ra, cái dây unit chứ. Deep too much. How's that? Better, huh? Let's taste better. Không quá trời này. Nó có là nó nằm ở dưới nè bây giờ.
đầu con tôm hùm á, nó giống như mình ăn gẹ con gẹ mà gẹ xanh của mình á, bút 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 ngọt bạo à. Hơi cứng. Mình vào đây đó mình ăn ăn cho nhiều, ăn cho lẹ để mình ra cho người khác vô. Cái lại đông lắm. Tiếp mình ăn nữa kìa. Not too much. Then put the whole thing in. Bye mọi người nha.